Trời ơi, cái gì xảy ra trong gia đình tôi vậy trời, trong cái nhà này vậy? Trời ơi, cái gì mà lá lốt không sợ vậy trời? Mày quá sáng suốt à? Gián ba quỷ quái làm gì vậy? Anh ba nói tào lao quá. Cái này là những lá bùa linh thiêng, mình dán cho nhà mình không có xui, hiểu không? Hết thuốc chữa với mày luôn rồi đó. Ông nói mình hết thuốc chữa mà rốt cuộc ông mới là người không có thuốc chữa. Chờ em xíu nha. Thánh thần thiên địa ơi. Gì vậy? Sao tự nhiên em dán ba đồ yêu lên tường chi vậy? Dạ nó biết rồi. Dạ nó biết. Chi vậy? Bậy bạ. Mấy cái này linh thiêng lắm. Anh biết này là cái gì không? Bùa hộ mệnh của tôi đó. Nhờ có mấy cái này mà tôi kiếm thiệt là nhiều tiền. Ê, anh Tèo. Gì? Dạo này tôi nghe nói anh chị ế lắm đúng không? Cũng hề. Biết chưa, biết liền, chờ tôi xíu. Dám bằng cơm luôn hả? Bị miễn nhiễm với bùa. Tôi biết rồi. Lấy tụi mấy cái đó đi. Nè lên. Ừ. Nè đây. Cho miếng cơm nữa. Về khỏi lấy cơm. Đó. Về dán đầy nhà giống tôi vậy là bảo đảm tiền nhiều. Trời đất ơi. Thiệt tình.